Leon, phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.
Một tay nữa cho Lệ Quyên và Ngọc Anh thưa quý vị. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ mới được nói một vài lời để gửi tới tất cả khán giả. Và thực sự là cảm ơn chương trình The Masked Singer đã cho Quyên một lần nữa hội ngộ trên sân khấu quá rực rỡ này. Đã lâu lắm rồi, không nhớ từ bao giờ tối hôm nay mới được đứng trước bao nhiêu khán giả như thế này, không diễn tả được. Thực sự tự nhiên có cảm giác là mình như một ca sĩ trẻ mà run rẩy và hồi hộp kinh khủng khiếp. Mọi người ơi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Quyên mà hồi hộp như vậy thì em có biết là chị hồi hộp như nào không? Em biết rồi, em cũng có thể đoán được. Răng của chị nó vẫn đang cục 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 cục. Không, mà hỏi thật là lần đầu tiên khi mà chị Ngọc Anh đứng trên một sân khấu mà hơn 10.000 khán giả như vậy, cái tâm lý chị thật sự là từ bên trong nó như thế nào? Chị có hai suy nghĩ.
một là bảo cố lên, cố lên. Kiểu gì phải cố lên bởi vì chương trình hay quá. Một đằng mà chứ, sợ quá, lùi lại. Tại vì không nghĩ là đông như thế này đúng không chị? Tại vì thật sự là quý vị biết không? Quý vị nhìn từ dưới lên trên thì nó rất là nhỏ, nhưng mà từ đây mình nhìn xuống dưới là mênh mông. Cho nên là cái cảm giác đó sẽ làm cho mọi người cảm thấy rất là áp lực. Nhưng mà ngày hôm nay phải nói là rất là cảm ơn sự xuất hiện quý báu của Lệ Quyên cùng kết hợp với chị Ngọc Anh. Đây rõ ràng là một phần duet rất là đặc biệt trong chương trình đêm nay. Một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa cho Lệ Quyên và Ngọc Anh thưa quý vị. Cảm ơn mọi người, cảm ơn rất nhiều.